Có gì cho các bạn. Bữa nay mình có chiếc xe mới về đây. Chevy 454. Rồi, đây chiếc xe cũng đặt hàng rồi, mới vừa ship tới. Thì cái điều đặc biệt ở đây là nó không có cái số của cái tem số. Số lượng này là như là cũng 25 30 ngàn gì đó. Thì cái mặt sau này vẫn là thông tin. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành mở em nó ra. Đầu tiên, đây là một chiếc xe bán tải. Đặc biệt nó là màu đen thôi, đơn giản. Chỉ có một sọc đỏ dài này, tượng trưng này là một cái đặc trưng của nước Mỹ. Không, đèn. Đèn hai tầng kiểu cổ xưa. Phía sau có Chevrolet. Rồi phía dưới gầm của nó này cũng không có gì đặc sắc lắm. Bánh cao su thì đây được cái là bánh hai cặp bánh bằng nhau luôn. Viền bánh thì có chữ luôn Goodyear. Cái trục thì được sơn đỏ trong đỏ. Rồi thì theo thông tin thì phía sau mở được. Cái cốp này mở được ngang. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái biển số là Black Rat, là con chuột đen BLK. Rồi, cái capo cũng mở được luôn nha các bạn. Thì cái bộ máy này nó cũng đơn giản, nó không có gì nữa. Chiếc này nó giống như chiếc Ford Raptor, mở được cốp sau và mở được capo luôn. Quá đã. Rồi cái phần nội thất cái xe bán tải kiểu hồi xưa nó đơn giản lắm, nó không có gì. Con ghế lái, vô lăng này nọ, hơn ghế phụ rồi. Và cái phía sau này là một thùng rất là dài để chứa được nhiều đồ. Đã không? Cái này dễ mở nè. Rồi phía sau nó có con số của nó nè, 454SS. Bánh chữ gì? Rồi. Rồi xong. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nó có con số này này. 0252. Rồi, đây là 0252 luôn. Hên quá trùng số. Cảm ơn các bạn đã xem.